Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lời Chúa vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu -xu xuống thành ca Phật Na Ôm xứ Galilea và ở đó người giảng dạy họ trong các ngày Sa-bát người ta bợ ngỡ về giáo lý của người vì lời giảng dạy của người có uy quyền bây giờ trong hội đường có một người bị quỷ ô uế ám thét to lên rằng ở Giêsu Nazareth -ja giữa chúng tôi và ngài có chuyện chi đâu ngài đến tiêu diệt chúng tôi sao tôi biết ngài là ai rồi là đấng thánh của Thiên Chúa. Nhưng Chúa Giêsu trách mắng nó rằng: Hãy câm đi và ra khỏi người này. Và quỷ vật ngã người đó giữa hội đường và xuất khỏi nó mà không làm hại gì nó. Mọi người kinh hãi và bảo nhau rằng: Lời gì mà lạ lùng vậy? Vì người dùng quyền năng mà ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải xuất ra danh tiếng người đồn ra khắp nơi trong xứ. đó là lời Chúa lời Chúa Kitô người khen Chúa kính thưa ông bà anh chị em người ta kể về câu chuyện khi đến hỏi thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu là khi tham dự thánh lễ, lễ thì thánh nữ muốn đức giám mục linh mục hay là thầy phó tế giảng lễ thì thánh nữ bảo rằng khi đi nghe giảng lễ thì nghe lời Chúa là điều quan trọng chứ không phải là ai là người giảng chỉ cần người giảng đó nói lời Chúa là tốt nhất vì trong bài tin mừng hôm nay chúng ta vừa nghe không phải là một giám mục không phải là một linh mục hay phó tế giảng trong hội đường ngày Sa-bát tại Ca-phác-nôm hôm nay mà là chính Chúa Giê-su giảng trong ngày Sa-bát và khi Chúa Giê-su giảng trong ngày Sa-bát và trong hội đường này thì trước đó cũng có nhiều người các kinh sư và biệt phái luật sĩ giảng trong ngày sa-bát đó. Cho nên những thính giảng nghe người ta có một cái sự so sánh, có một cái thái độ khác nhau. Cho nên sau khi nghe Chúa Giêsu giảng trong hội đường ngày sa-bát thì những người trong hội đường nghe giảng họ bỡ ngỡ. Trong kinh thánh, trong bài tin mừng hôm nay dùng hai từ bỡ ngỡ. Bỡ ngỡ là một thái độ kinh ngạc tháng phục Và thấy có những điều mới lạ Vậy thì tại sao họ bỡ ngỡ Thì trong tin mừng có giải thích luôn Đó là vì Chúa Giêsu giảng dạy như một đấng có uy quyền Vậy thì Chúa Giêsu giảng dạy như một đấng có uy quyền Nghĩa là những người giảng dạy trước Chúa Giêsu Những kinh sư và biệt phái Giảng dạy không có giống đấng có uy quyền Vậy thì mình mới đặt một cái câu hỏi là Tại sao Chúa Giêsu lại giảng dạy giống đứng có uy quyền Mà những người kinh sư và luật sĩ mà họ nghe trước đây Không có giảng giống Chúa Giêsu hôm nay Thưa vì có cái điểm khác nhau lớn Là Chúa Giêsu giảng chính lời của Thiên Chúa Còn những người kinh sư và luật sĩ Biệt phái họ giảng là họ giảng lời được sao chép Họ giảng lời của người khác Hoặc có khi họ lại giảng lời của chính bản thân họ Cho nên cái lời giảng của họ Không như một đấng có uy quyền Và cái điểm thứ hai là Chúa Giêsu nói và làm Giảng như thế nào là sống như thế đó Chúa Giêsu sống và làm những lời mà Ngài giảng Còn những biệt phái và những kinh sư Thì họ giảng một đường Họ làm một nẻo hoặc là họ giảng những điều này mà họ không làm những điều mà họ giảng họ lời giảng dạy của họ không có sức thuyết phục vậy thì ngày hôm nay những lời giảng dạy mà giảng lời chúa thì chắc chắn như một đấng có uy quyền và có sức thuyết phục nhưng mà ngày hôm nay trên miệng lưỡi thiên chúa ban cho con miệng lưỡi để con ca tụng thiên chúa con nói lời hay lẽ phải Thì con phải sống những cái lời Mà con đã rao giảng Còn nếu như mà con rao giảng Con không sống lời rao giảng Thì đúng là một phản chứng Như Đức Giáo Hoàng Phao Lộ 6 Ngài có nói Ngày hôm nay người ta cần chứng nhân hơn thầy giảng Mà nếu như cần thầy giảng Thì thầy giảng đó phải là chứng nhân nghĩa là ngày hôm nay người ta muốn mình sống cái lời mà mình giảng thì cái lời giảng đó có mới có giá trị. Còn chúng ta chỉ nói bằng một cái mớ lý thuyết suông như những người kinh sư và biểu phái mà những người do thái đã nghe, họ không thấy họ có sức thuyết phục vì lời giảng và hành động không đi đôi với nhau. Hay nói đúng đó là họ không có thống nhất đời sống với cái lời giảng và cái hành động nơi bản thân của họ do đó mà đức cha mắt theo nguyễn văn khôi giám mục giáo phận quy nhân trong ngày lễ phong chức vào ngày 7 tháng 1 năm 2021 tại nhà thờ chánh tòa quy nhân ngài có khuyên các tân linh mục là người ta thích nhìn thấy bài giảng hơn là thích nghe bài giảng. Hôm nay người ta muốn thấy thấy cái lời mà con giảng chứ không phải là chỉ nghe những lời giảng suông. Nếu mà còn hơn thế nữa, có khi lời giảng một đường mà lại làm một nẻo như những người biệt phái thì thật y như lời than trách của Đức Giáo hoàng Francisco, Ngày than trách tội nghiệp tội nghiệp dân Chúng ta không cho họ bánh để ăn Không cho họ chân lý Thậm chí biết bao lần Chúng ta cho họ ăn những cái loại bánh nhiễm độc Đó là những lời giảng dạy Mà không sống theo những lời giảng dạy Vậy thì để chứng minh cho lời giảng Mà Chúa Giê-xu giảng có uy quyền hôm nay Là Chúa chữa lành người bị thần ô uế ám và khi chữa lành người bị thần ô uế ám Thì Chúa Giêsu cho thấy thần ô uế Cũng dùng một cái từ mà chúng ta nghe thấy Rất là thân mật đối với Thiên Chúa Nhưng cái từ đó là một cái xảo ngữ Là một sự gian trá Nó dùng trong từ là hai từ Tôi biết Ngài là ai Cái từ biết trong Kinh Thánh Không giống như cái từ biết mà chúng ta thường hay định nghĩa chúng ta thường biết ở ngoài đời thường là mình biết người đó tên gì con ai ở đâu làm nghề gì và sống ra sao thì gọi là biết còn trong kinh thánh gọi là biết nghĩa là được kết hợp mật thiết tương tự như chúng ta thấy làm cho mình liên tưởng đến một cái từ biết trong tin mừng của thánh do an đó là chứ Sư nói ta biết chiên ta và chiên ta biết ta biết ở đây có nghĩa là Sống kết hợp Biết là chiên ta nghe được tiếng ta Hay là ta hửi được mùi chiên của ta Từ biết trong Kinh Thánh là nói một cái sự kết hợp Mật thiết nên một với Thiên Chúa Vì thì thần ô uế hôm nay Nói biết Thiên Chúa một cách xảo ngữ là nói lao Sao nói biết Thiên Chúa mà ngươi lại đi lại chống lại đường lối của Thiên Chúa Nói biết Thiên Chúa Thì Thiên Chúa lại là người đi cứu chữa Còn ngươi là người đi hại người ta Thiên Chúa là người đưa người ta khỏi con đường tội lỗi Còn ngươi thì lại xúi dục người ta đi vào con đường tội lỗi Vậy thì cái biết đó cũng cho chúng ta một bài học hôm nay Con cũng biết về Thiên Chúa Con vẫn tự hào mình là người biết mà trong hành động và đời sống của con đôi khi lại đi ngược với những gì mà Thiên Chúa dạy bảo. Con được kết hợp mật thiết với Thiên Chúa mà sao con lại đi ngược với chính Thiên Chúa? Như thế thì không thể nói con biết Thiên Chúa, mà đó là cái biết nói láo của thần ô uế hôm nay. Vì thì qua bài tin mừng hôm nay cho chúng ta hai cái bài học bài học thứ nhất là để lời nói của uy quyền thì lời nói phải đi đôi với hành động và lời nói đó phải là nói lời của thiên chúa và thứ hai để một hành động người ta thâm phục và kinh hãi thì hành động đó phải là hành động thực hành lời chúa hành động đó là hành động biết và sống kết hợp mật thiết với thiên chúa hay nói đúng hơn là lời nói và hành động phải đi đôi với nhau và lời nói đó phải là lời nói từ thiên chúa và hành động đó phải là hành động từ thiên chúa mới có sức thuyết phục mới là hành động của quyền năng vậy thì để kết thúc bài tin mừng hôm nay tôi xin chia sẻ về câu chuyện của một linh mục mà câu chuyện này không có thật câu chuyện nói về một linh mục sau khi chết linh mục này được lên thiên đàng từ lên thiên đàng thì thánh phêrô dẫn cho đi coi xung quanh thiên đàng. thì lên một này gặp có những cái hình dài dài rất là nhiều mà không thấy có người. thì linh một này mới hỏi thánh phêrô thưa thánh phêrô tại sao trên thiên đàng này có nhiều cái gì giống như cái lá mà dài dài như thế này? thì thánh phêrô nói đó là những cái lưỡi những cái lưỡi này là những người nói lời chúa hay mà không có sống lời chúa đó là cái kiểu của những người biệt phái và các kinh sư rồi thánh phê rô tiếp tục dẫn linh mục này đi một đoạn thì linh mục lại, lại thấy những cái gì tròn tròn mà không thấy người thì vị linh mục hỏi thánh phê rô thưa thánh phê rô cái gì tròn tròn như thế này thánh phê rô trả lời đó là những cái lỗ tái Đối ta những người này là khi còn sống Nghe lời Chúa Mà không có thực hành lời Chúa Đó là hình ảnh Của những quỷ thần ô uế hôm nay Biết Chúa Mà không có sống như Chúa dạy Vậy thì qua câu chuyện này Để cho thấy Điều mà chúng muốn nơi mỗi người chúng ta Không chỉ là nghe Không chỉ là nói lời Chúa mà con còn phải biết thực hành lời Chúa trong cuộc sống Vì thế điều mà Chúa muốn nơi mỗi người Là làm sao khi kết thúc cuộc đời dưới thế này Con được lên thiên đàng không chỉ có cái lưỡi của con Con được lên thiên đàng không phải chỉ có lỗ tai của con Mà con được lên thiên đàng cả thân xác của con Đó là điều mà Thiên Chúa muốn AMEN